Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần trên băng tần 57.19 tại Nam Cali, 16.12 tại Bắc Cali cũng như trên Galaxy 19 và trên mạng qua địa chỉ ibctv.us. Chúng tôi là Thiện Định và Xuân Anh, xin kính chào quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị của chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới cũng như Hoa Kỳ. Các nhà ngoại giao khối G7 thị sát kế hoạch vận chuyển ngũ cốc tại cảng Odessa. Tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia khu vực đồng Euro bất chấp tỷ lệ lạm phát tiếp tục cao. Mưa kéo dài gây ngập lụt khu vực phía đông của tiểu bang Kentucky, ít nhất là 8 người thiệt mạng. Tìm thấy 100 di dân trên xe vận tải bị bỏ rơi ở miền Nam Mẹ Tây Cơ. Trà xanh làm giảm đường trong máu và tăng cường sức khỏe đường ruột. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của Xuân Viên Thiện Định. Cảm ơn Xuân. Chúng tôi xin được mở đầu với bản tin là các nhà ngoại giao của Âu Châu, của khối G7 vừa thị sát kế hoạch vận chuyển ngũ cốc ở cảng Odessa. Các nhà ngoại giao khối G7 hôm thứ Sáu có mặt tại cảng Odessa để thị sát kế hoạch vận chuyển ngũ cốc Ukraine xuất cảng theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc đứng đầu đã được ký kết một tuần lễ trước để nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc bị tắc nghẽn, làm cho giá lương thực trên thế giới tăng vọt. Tại Odessa, thì Tổng thống của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch đã cam kết. Hôm thứ Sáu, một con tàu chở đầy ngũ cốc chuẩn bị rời cảng Chomomorsk. Tuy nhiên, theo người đứng đầu cơ quan viện trợ của Liên Hiệp Quốc, thì mọi việc chỉ diễn ra an toàn sau khi con tàu băng qua Hắc Hải một cách êm thấm. Sự hiện diện của đại sứ các quốc gia khối G7 và Liên Hiệp Quốc cách đó 25 dặm về phía Bắc cho thấy là mọi người chờ đợi việc hoàn tất kế hoạch xuất cảng ngũ cốc của Ukraine. Lực lượng hải quân Nga kiểm soát hầu hết lãnh hải Biển Đen, khiến cho khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc bị kẹt tại các cảng của Ukraine trong gần 6 tháng, làm cho thế giới thiếu hụt lương thực trầm trọng. Người đứng đầu của cơ quan viện trợ Liên Hợp Quốc thì người dân của 6 vùng lãnh thổ Somalia nguy cơ sẽ bị đói. Mặc dù Nga tiếp tục pháo kích cảng Odessa vào cuối tuần, nhưng dư luận thế giới vẫn lạc quan việc thực hiện thỏa thuận trong 120 ngày đầu tiên sau khi ký kết thỏa thuận. Nga và Ukraine là hai quốc gia xuất cảng 1/3 sản lượng lúa mì và lúa mạch của thế giới. Ngũ cốc Ukraine sẽ được xuất cảng đến Ai Cập, Nam Dương, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Philippines, Morocco, Tunisia, Libya và Ethiopia. Thưa quý vị, Nga và Ukraine đổ nhau trách nhiệm pháo kích nhà tù Donetsk, làm thiệt mạng 40 tù binh Ukraine. Quân đội Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào nhà tù ở Donbass bị Nga chiếm đóng, mà Mạc Tư Khoa tuyên bố làm 40 tù binh Ukraine thiệt mạng. Quân đội Ukraine nói rằng các tù nhân bị thiệt mạng trong cuộc pháo kích được Nga dàn dựng để che giấu sự thật cho thấy tù binh Ukraine đã bị tra tấn và sát hại dã man. Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga và lực lượng nhà nước ly khai tự phong được Nga hậu thuẫn đã cho rằng Ukraine đã pháo kích nhà tù ở Olenvina bằng hỏa tiễn HIMAR do Hoa Kỳ sản xuất và giết chết tù binh của họ. Olenkiva cách Donetsk bị chiếm đóng khoảng 10 km về phía nam và nằm ở khu vực giới tuyến. Nhiều binh sĩ của Ukraine đã được đưa đến các nhà tù ở các khu vực do Nga kiểm soát như Donetsk. Một số người đã trở về Ukraine qua các cuộc trao đổi tù binh với Nga. Tin tức trên đã khiến cho dư luận phẫn nộ vì không hiểu tại sao tù binh Ukraine không được chuyển đến các địa điểm an toàn. Theo Công ước Geneva, tù nhân chiến tranh sẽ không bị xét xử vì tham dự hợp pháp cuộc xung đột. Một đoạn phim được đưa lên mạng xã hội trước đây đã gây phẫn nộ cho thấy cảnh một người lính Nga đang khiến một người Ukraine bị giam cầm. Các đoạn phim một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách đối xử của Nga đối với các tù nhân Ukraine, đặc biệt sau vụ sát hại 9 người đàn ông ở Bucha, và các nhóm dân quyền đã lên tiếng chỉ trích việc Nga vi phạm nhân quyền vì đã tra tấn, giết người bất hợp pháp tại Ukraine. Một bản tin vừa được cập nhật cho biết là tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia khu vực đồng Âu Kim, bất chấp tỷ lệ lạm phát tiếp tục cao. Nền kinh tế khu vực đồng Âu Kim tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự tính trong quý 2,
Nhưng các nhà lãnh đạo kinh tế cho rằng đây có thể là sự đình trệ cuối cùng của nền kinh tế Liên Âu trước khi kéo giảm tỷ lệ lạm phát ngày càng tăng và làm giảm nhẹ hậu quả vì sự gián đoạn hệ thống cung cấp trong nửa cuối năm nay. Các kinh tế gia nói rằng tỷ lệ tăng trưởng mạnh ở Đức, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất của khu vực đồng Âu Kim. Theo Liên Âu, tổng sản phẩm quốc nội của khu vực đồng Âu Kim đã tăng 0.7% so với quý trước. Eurostat cho biết là chỉ số tiêu thụ ở 19 quốc gia khu vực đồng Âu Kim đã tăng lên 8.9% trong tháng 7. Nhà kinh tế Perlin Collin của ING cho rằng nền kinh tế khối này tăng trưởng trở lại là nhờ các công ty sản xuất và kinh doanh mở cửa hoạt động và che giấu sự yếu kém vì tỷ lệ lạm phát tăng. Thưa quý vị, đã tìm thấy 100 di dân trên xe vận tải bị bỏ rơi ở miền Nam Mễ Tây Cơ. Một nhóm di dân đã trốn khỏi một chiếc xe vận tải bị bỏ lại ở miền Nam Mễ Tây Cơ một tháng sau khi hơn 50 người thiệt mạng vì ngợp đã tìm thấy tại vùng đất thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Các nhân viên y tế đã cho biết chiếc xe vận tải đang trên đường hướng tới biên giới của Hoa Kỳ nhưng đã bị tài xế bỏ lại trước một trạm kiểm soát. Cuối cùng thì số di dân này tìm cách thoát khỏi chiếc xe vận tải để tránh cái nóng ngột ngạt. Giới chức thẩm quyền Mễ Tây Cơ đã tìm thấy ít nhất 94 người, phần đông là người Guatemala vào đêm thứ Tư. Ngoài một số người khác có thể đã chạy xa, nhiều người được điều trị bệnh bị gãy mắt cá chân và đầu gối vì nhảy từ trên đầu xe vận tải xuống đất. Trong đó có một người đàn ông đã bị bất tỉnh, đã được đưa đến bệnh viện. Jose Dominguez, giám đốc lực lượng bảo vệ dân sự ở Olita ở gần đó đã nói rằng các nhân viên một trạm xăng gần nơi chiếc xe tải bị bỏ rơi đã giúp di dân trốn ra ngoài. Nhân viên y tế Cristobal Cinero Valencia đã cho biết di dân bị nghẹt thở đã đập nóc xe kéo để trèo ra ngoài và nhảy xuống đất nên hầu hết đều bị chấn thương ở đầu gối và chân. Bộ Ngoại giao Guatemala đã cho biết 89 người được tìm thấy là công dân của họ, gồm 55 người lớn, còn lại là trẻ em. Cũng theo ông Dominguez, còn có 5 người Honduras, 4 người Ecuador, 2 người Ấn Độ, 1 người Salvador và 1 người Nepal. Cháy nhà trọ ở Mạc Tư Khoa đã làm thiệt mạng 8 người. Một vụ hỏa hoạn đã giết chết 8 người tại một nhà trọ cao 15 tầng ở thủ đô Mạc Tư Khoa. Vì cửa sổ song sắt đã ngăn người cư ngụ bên trong có thể thoát ra ngoài khi mà ngọn lửa bùng cháy hôm thứ Năm. Nhà trọ này nằm trong một tòa chung cư 15 tầng, tọa lạc tại phía đông nam của thủ đô nước Nga. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định. Có khoảng 200 người sống trong tòa nhà đã chạy ra ngoài, 4 người bị thương, được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo ký túc xá và nhà trọ ở Mạc Tư Khoa, thường dành cho người làm việc được trả lương thấp, đặc biệt là người nhập cư từ các quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ. 5 trong số 8 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên là người Trung Á. Chủ tịch của Ủy ban An toàn của Hội đồng thành phố Mạc Tư Khoa là Kirill Sitop cho biết là trước đó đã báo động về độ an toàn tại nhà trọ nhưng chính quyền tại địa phương đã làm ngơ. Các tòa nhà cao tầng ở Nga thường xuyên xảy ra hỏa hoạn là vì rò rỉ khí đốt, vì thiếu tu bổ, cơ sở hạ tầng cũ kỹ, thiếu an toàn. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, xứ ngôn viên Thiện Định và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình để biết thêm chi tiết.